Hello tất cả mọi người nha, mình là Bilsegu đây. Hiện tại thì cái form bài của mình đang có đó chính là 4 đấu sĩ, 3 đồng quê và 2 cuồng nhiệt nha. Và đi chung với Evelina, set 1 sao. Và tướng tăng cơ chính của mình đang có đó chính là con Temkin tinh anh 2 sao, hai hệ luôn nha mọi người, là đồng quê và đấu sĩ nha. Đi chung với tướng tăng cơ phụ là con Olaf này, tướng 1 tiền 2 sao. Còn tướng đam chính á, đang là một cái vị tướng 2 vàng đang rất là hot luôn mọi người ơi. Đó chính là con Kata 2 sao và đang cầm cho mình là ba cái trang bị lớn á. Với một cái form bài phải gọi là ác quỷ như này, với tướng 1 tiền 2 tiền 2 sao và tướng 3 vàng á cũng có luôn nha mọi người. Thì mình đang được một cái chuỗi thắng rất là dài luôn rồi. Với 5 trận thắng liên tục rồi nha và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào cả. Khởi đầu game cũng khá là ngon luôn anh em ơi, máu nhiều, tiền nhiều. Rồi cái form bài của mình đang chơi nè là chưa từng pha roll bất kỳ một cái lần nào, khá là dễ chơi luôn á chứ. Đây, rồi cái tay mà tầm này nó cầm ba cái trang bị lớn thì ai đỡ đây. Tại vì lúc đầu game á, ngay từ round 2.1 nha, là mình đang được một lối vàng rất là ngon luôn mọi người. Để mà đếp máu đó chính là nhà máy tái chế nha. Nó giúp cho mình là trang bị lớn lắp rồi, nhưng mà khi bán tướng cầm trang bị lớn đó đi thì sẽ được tách đồ ra lại nha. Nên ở lúc đầu game nếu như mọi người có được cái lõi này thì anh em có bất kỳ một cái mảnh trang bị nhỏ nào, hãy cứ lắp hết luôn cho mình nha. Từ trang bị tăng, trang bị đam, rồi trang bị phép nha mọi người. Như mình nè, Kata nó cầm cái trang bị cái chuẩn đâu, nhưng mà mình có là mình lắp thôi. Tại vì chỉ cần bán Kata thôi nha, nó sẽ có lại tất cả mảnh trang bị của mình đã lắp trước đó hơn. Trời ơi, đếp máu là quá dễ luôn anh em ơi. Có đồng quê, nó chịu hồ Hecarim. Không khác gì thêm một cái vị tướng 2 tiền hoặc là 3 tiền 2 sao cả. Ông này là Jesus 3 à. Nói chung là cũng không sợ, tại vì mình gặp ổng rồi anh em. Bây giờ gặp lại mình đắm được luôn á chứ. Rồi, để cùng xem thử cái lõi thứ hai nào. Lõi gì đây? Lõi vàng. À nhầm, lõi kim cương à. Khổng lồ tí hon hả? Lan xúc sắc với lại là trí tuệ siêu công nghệ, vương miệng hắc hóa, độc dược sĩ, đầu tư kiên định. Nếu như mà lõi combat ngon nhất hiện tại luôn á nha mọi người, để mà đép máu và tiếp tục giữ được cái chuỗi thắng này là chắc chắn rồi, phải độc dược sĩ nha. Cái lõi mà cộng máu kia có vẻ như rất là ngon anh em ơi, nhưng mà ngon đối với anh em nào mà đang tầm ở top giữa hoặc là top cuối nha. Mọi người cần thêm máu, mọi người cần thêm thời gian để mà tích tiền với lại là level các kiểu á, thì mới lấy cái lõi nhỏ nhỏ mà hồi máu đó. Còn mình đang là 100 máu nha, còn cái lõi đó thì được cộng thêm 2 máu mỗi round. Và nếu như mà mình thắng liên tục như này thì không khác gì đang chấp một lõi kim cương cả. Nên thôi, mình lấy luôn là cái lõi độc dược sĩ nha mọi người. Đây, gặp lại công Jesus 3 nè. Để cùng xem thắng được hay không đây. Ông này có lõi một hai cái Neko cờ nhỏ lúc đầu game. Trời ơi, Jesus với chúng tôi à, cái tay nó xoáy cho, nó quăng vô gầm trò này mời. Và đó là chuỗi thắng 7 trận rồi. Wow, cái khởi đầu game tuyệt vời như thế này luôn á. Tại vì ở trong trò đấu ngày hôm nay á, thì mình cũng đang muốn làm một cái form bài meta tướng 4 tiền carry nha mọi người. Nó đang cực kỳ mạnh luôn á. Đó là form bài April carry flexible nha mọi người. Tướng đam chính á, là con April tướng 4 tiền. Còn tướng tăng cơ chính á, là những cái vị tướng 4 và 5 tiền khác. Và đúng như với cái tên gọi của nó sẽ kích rất là nhiều hệ luôn anh em ơi. Ít nhất là phải từ 10 hệ trở lên nha. Và nó kẹp đi chung với rất là nhiều tướng 4 tiền và 5 tiền khác nha mọi người. Như là Eloy nè, Thread nè. Và tướng đam chính là chắc chắn rồi, phải là April. Nên khi mọi người muốn chơi một cái form bài tướng 4 tiền carry á, anh em cần phải thứ nhất đó chính là đép máu được lúc đầu game, có tiền lên level. Cái thứ hai á là mọi người phải gọi là roll được tướng anh em ơi, cái đó mới là quan trọng á. Ở cái mùa hiện tại á, mình thấy là ở level 8 roll tướng 4 tiền nó cũng hơi khoai đó anh em ơi, tại vì tỷ lệ roll tướng nó rất là thấp. Rất là thấp luôn á, chỉ có là 16% thôi. À lầm, 18% chứ. Ủa, FA nó bắn kìa. Ôi, hơi mà vẫn thắng nha. FA2 cuồng đao nó bắn như cái máy điện ở đây em ơi. Hên quá, vẫn là chuỗi thắng 8 trận. Mấy cái form bài tướng 4 tiền như này nè, là mọi người phải có được một cái form bài đép máu rất là ổn lúc đầu game. Nó sẽ không mạnh bằng những cái form bài tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền carry ở lúc đầu và giữa game. Nhưng mà chắc chắn rồi, ở lúc cuối game
nó sẽ là một cái con chủ lực khá là phê anh em ơi. Và form bài chuẩn á, nó sẽ đi chung với một cái tộc hệ mà mình đang thấy ít người chơi lắm, đó chính là tay to mặt lớn nha, cũng như là đi chung với Hostile nữa nha mọi người. Và chắc chắn rồi, trước khi mà mình làm video meta á, anh em hãy kéo xuống ngay các phần bình luận để ghi ở phía dưới nha. Mình có để một cái đội hình chuẩn á, để cho anh em cùng xem qua tham khảo qua. Nói chung là sẽ không có cần ấn biến hệ hay lõi ở đâu, anh em chỉ cần đúng tướng là được rồi. Ok, bắt đầu xoay bài nha mọi người. Mặc dù mình biết là các form bài của mình đang xoay nè, nó sẽ yếu hơn với các form bài của mình chơi trước đó, nhưng mà mình phải xoay từ từ cái khung. Tại vì mình sợ tí nữa mình lên level 8, level 9 mình xoay sâu á thì xoay không có kịp anh em. Tay nó chậm rồi, phải xoay trước bây giờ thôi. Và anh em nên nhớ nha, Ezreal á, nó là một cái vị tướng 4 vàng carry, sát thương vật lý, nên nó sẽ còn những cái trang bị như là cung xanh, vô cực, diệt khổng lồ, rồi hít kiếm, ba ti, cuồng đao. Nói chung là chỉ cần sát thương vật lý nè, có chí mạng và có hồi phục là xài được hết nha. Và cái bài Ezreal carry này nó sẽ thật sự rất là ngon nếu như mọi người có Hostile từ sớm. Nhưng mà với cái form bài Hostile đó thì lúc đầu game đép máu nó hơi khó. Tại vì giống như bao tộc hệ nội hủ khác, tộc hệ nội hủ nào nó cũng sẽ không tăng sức mạnh cho đội hình nha mọi người. Tại vì nội tại của nó đó chính là nội hủ rồi. Còn đối với những cái form bài tộc hệ khác á, thì nó là tăng sức mạnh trực tiếp cho đội hình và trực tiếp cho tướng luôn. Nên là chắc chắn rồi nha mọi người. Nếu mà có Hostile từ sớm á, thì mình cũng 50-50 thôi. Nếu như mà có được một cái form bài như là có Zone cầm độ chuẩn hoặc là set tăng cơ các kiểu á, thì đép máu nó cũng ok. Chứ nếu như mà Cassante carry thì hơi khoai, thật sự là không nên chơi. Tại vì đầu game Hostile này nó cũng tích được ít điểm lắm, còn vào cuối game tích được khá điểm luôn á nha. Ông này là 2 sao cực kỳ nhiều luôn. Xong rồi thêm cái quả lõi, thêm 2 slot tướng á, chịu rồi, mình thua chắc anh em ơi. Thà là level 6 đã level 7 với nhau thì mình còn cơ hội ăn. Chứ ông này là thêm 2 slot, 8 slot tướng anh em. Cái linh bắn mỏ cái tay luôn á chứ. Ủa thua rồi, trận thua đầu tiên nha mọi người. Sao đép máu gì là quá đủ rồi. Và nếu như mọi người muốn theo dõi thêm những cái form bài meta mới nhất, hot nhất và được cập nhật hàng ngày, anh em hãy cứ bấm vào cái phần video trên kênh BuildSG này của mình nha, là sẽ thấy. Tại vì mình cập nhật meta là đều mỗi ngày luôn nha mọi người. Và kênh của mình sẽ là hướng dẫn gọi là chi tiết và cơ bản thôi, chứ không phải là hướng dẫn nâng cao nha. Mình sẽ cố gắng giới thiệu đến tới cho tất cả mọi người những cái form bài meta nào mà nó đang hot, và cách chơi của nó như thế nào, và cách xếp độ hình tướng carry và kết hợp các form bài như thế nào ha. Cái con Ezreal này carry á, thì tinh anh ngon nhất mọi người lấy cho nó đó chính là tinh anh tay to mặt lớn. Nhưng mà tại vì trận này á, cái cổng của mình đang chơi phải gọi là cực kỳ tuyệt vời luôn anh em ơi. Đó chính là tướng tinh anh đó được cộng 2 hệ tinh anh luôn. Nên là chắc chắn rồi, Big Ezreal nó sẽ ra vừa là Tata mặt lớn vừa là Hostile luôn nha. Đây rồi, có Ezreal anh em ơi, có Torres luôn nè. Bắt đầu thay vào thì lắp đồ cho em nó cái đã. Cứ cung xanh, ui mới để ý nha, từ đầu game tới tận bây giờ nó không rớt ra cho mình một cái gậy hay là một cái kiếm bếp nào luôn á em. What the fuck. Ôi ảo nhờ, toàn cung gỗ, giáp lưới, kháng phép và ba cái găng anh em. What the fuck. Từ đầu game đến tận bây giờ đánh quá nó không ra cho mình cái gậy hay là cái kiếm nào luôn. Ôi khó nha. Lắp đồ hơi khoai á anh em ơi. Không có kiếm lắp đồ hơi khoai á. Tại vì kiếm nó lắp được gì khổng lồ rồi vô cực huyết kiếm các kiểu quá trời luôn anh em. Mà không rớt cho mình kìa. What the. Rồi để cùng xem thử cái lõi thứ ba nào. Lõi vàng Ron thử đây. Ok, lấy một chút tiền. Đây, tỷ lệ Ron tướng 4 tiền ở level 8 thật sự giảm rất là thấp luôn, chỉ có là 18% thôi. Theo mình đánh giá và cảm nhận á nha mọi người, thì ở cái mùa 10 này anh em Ron tướng 4 tiền và 5 tiền 3 sao nó sẽ khó hơn mùa trước rất là nhiều. Thứ nhất đó là tỷ lệ giảm xuống nè. Thứ hai, nếu như mọi người muốn lên được level cao á thì phải dùng một cái số tiền rất là lớn. Level 9 bây giờ tỷ lệ Ron tướng 5 tiền có 10% mà Ron đúng khoai luôn. Còn mà nếu mà muốn lên level 10 á, anh em sẽ phải bỏ ra gần thêm 100 vàng nữa. Được tăng tỷ lệ là lên 25%, là một cái tỷ lệ rất là cao, nhưng mà vậy là level 10 xong chắc end game mất anh em.
Ê, bây giờ mình phải đi chợ cần cái kiếm á nha, cần cái kiếm á anh em ơi. Phơm bài của mình hiện tại đang tiểu học không à. Hồi nãy giờ Ron tin anh nó vẫn chưa ra cho mình tin anh April, hơi buồn. Cứ lấy April một sao đếp tại mà mọi người. Nếu mà ra tin anh April thì bú đẩm luôn. Và như mình đã nói nha, cổng của mình đang chơi á là X2 tộc hệ tin anh nha mọi người. À, mình thay đổi cách gọi là tin anh, gọi là siêu sao rồi, đúng không? Siêu sao nha. Tại vì hồi bữa giờ mình kêu tin anh các kiểu á, thì anh em không có biết cái tin anh là gì. Tại vì cái đó là hồi mùa 4 á, nhiều anh em chưa chơi. Tin anh là con tướng mà muôn phát là 2 sao luôn, và có thêm một cái tộc hệ nha, như là con lốt này này. Mình đổi là thành siêu sao nha mọi người. Tại vì đó mới là cái tên gọi đúng vào cái mùa này. Ok, giờ chỉ cần roll thêm tờ red 2 sao. Xong rồi roll thêm April tên anh. À lộn, April siêu sao. Nó sẽ kích luôn cho mình là Hostile với lại là tay to mặt lớn. Cái tay to mặt lớn này là một cái tập hệ tăng thêm sát thương rất là ghê nha anh em. Ông này là phơm bài đồng quê. Ok, Neko. Neko cầm cái bốc đồ ra đồ tăng ảo vậy. Đồ tăng chuẩn luôn nó mới ảo đấy chứ anh em. Thắng được ta. April nói chung là một sao mà bắn bắn vẫn rất là đau nha. April hai cái lần kỹ năng đầu nó sẽ là bắn quy, xong rồi tới cái lần kỹ năng thứ ba nó sẽ là vừa E vừa R luôn nha. Con April á là một cái vị tướng có combo ba kỹ năng ở trong mùa 10 nha mọi người. Bắn quy nè, xong rồi xài kỹ năng E nhảy đi một cái chỗ khác và bắn kỹ năng R nha. Đấy, combo ba chiêu luôn, quy ER. Mà phải tới cái lần thứ ba thì nó mới xài cái combo ER nha mọi người. Trời ơi, đi chợ móc cái kiếm bé F luôn. Bây giờ lắp gì cho F ta? Ây da, khó vậy? Tại sao không có kiếm bé F luôn vậy? Đánh vật lý carry mà không có kiếm thì có khác gì rắn mất đầu đâu mọi người. Này biết chơi gì? F tên anh bạn ơi. Tên anh coi bạch 2 sao rồi nè, turret 2 sao luôn rồi nè. What the, ở đây rồi. Ok, đỡ 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 đây, coi lắp đồ vội cho em nói luôn cái gì nữa. Rồi, đẹp luôn rồi đó. Bây giờ kiếm mấy con Kai'Sa hoặc là con Jhin bỏ vào nữa là ok. Mà ở level 8 như này mình nghĩ là Jhin nó sẽ rất là khó kiếm nha, tại vì tỷ lệ roll tướng 5 tiền có 3% mà. Roll nó hơi khoai. Mình nghĩ là roll Kai'Sa nó dễ hơn anh em ơi. Mình sẽ kích được cái form bài là 4 tay to mặt lớn luôn. April nó bắn rồi. Vỡ mồm. Ok. Và chắc chắn rồi nha mọi người, hiện tại là mình đang còn rất nhiều những cái form bài meta khác nhau, tại vì đây là đầu mùa. Và người ta vẫn đang khám phá ra từ từ những cái phơm bài nó kết hợp được đi chung với nhau mà hiệu quả á. Ok, nổ hũ sương sương anh em. Đừng đóng tiền luôn á chứ, được mà. Neko đồ cũng tạm anh em. Chủ yếu là cái con Torres và con April rồi nè. Tướng tăng của mình cũng có hai trang bị chuẩn rồi. April carry cũng ngon rồi, nhưng mà cái điều quan trọng là không có trang bị lắp cho em nó nè. Cái bùa đỏ là một cái trang bị nó kiểu như là giống như là quỷ thư của phiên bản sát thương vật lý gì đó. Cái quỷ thư á là phiên bản của sát thương phép, còn bùa đỏ này là của sát thương vật lý nha mọi người. Còn giáp lửa là của tăng. Mà nó có một cái nội tại người ta lắp khá là giống nhau, đó chính là vết thương sâu á giảm khả năng hồi máu của tên bạn nha. April bắn ở đầu lắm anh em mò. Đây hơn 5 cây đam. Đó là lý do tại sao mình nói á, đây là một cái phơm bài vừa giúp cho mọi người có thể leo rank top 1 được, mà còn giúp cho anh em thỏa mãn đam mê. Đó chính là chơi mình những cái tộc hệ hostile nổ hũ như thế này. Rồi Neko đánh quá nó ra đồ kìa. Ảo đá thật. Ok, mình sẽ tiếp tục tích tiền nha mọi người á. Và lên level 9 đi. Mình đang còn khá là nhiều máu và mấy con tướng cần thiết của mình nó full 2 sao hết cả rồi. Bây giờ Ron cũng không cần làm gì. Lên level 9 Ron sau anh em ơi.
Đấy, lên và 8 tỷ lệ rắn tướng 4 tiền có 18% mà như là hồi trước là 25% luôn. 25% ở lên và 8 Ron đúng đã. Giờ còn 18 thôi. Ok anh em ơi, đây rồi. Cái kiếm bếp đầu tiên. Holy shit. Lắp luôn cái vô cực lệ cho em nó luôn á, gì nữa anh em. Kiếm bếp đầu tiên anh em. Cuối cùng cũng có. Ok, tờ red full tăng nha. Bàn tay công lý à. Nên lắp tay mình thấy nó khá là bình thường á. Hôm nay Gragas full 3 sao nhưng mà không có trang bị tăng à. Cứ lắp tạm đi hết nha mọi người à, tại vì dù sao tí nữa bán nó cũng tách đồ ra lại à. Ông này cũng đang chơi một cái firm bài là tai to mặt lớn với Z Hinkari các kiểu. Trời ơi, Zin nó bắn kìa. Ôi ôi, bắn đầu thế. Gặp ai đây mọi người ơi. Ôi ôi, gặp cái ông này có firm bài đồng quê đi chung với Samira Ugokari, tướng tăng cơ chính là Tamken 3 sao tên Anh. Fru bắn nổ ông ta. Bắn hơi bị đau luôn anh em ơi. Ủa bắn what the, sốc đem ác đi. Em riu. Ủa nó mú kìa, xém được anh em ơi, bắn gần 9 cái đam luôn. Tại vì mình chưa xài tiền á nên vẫn còn hơi yếu một chút. Ông này là Jesus Carey. Mình sẽ có cơ hội gặp hai công tấp cuối nha mọi người. Ổng này 13 máu với lại là một ông 11 máu. Và hai công này có firm bài nói chung là cũng không mạnh cho lắm nên mình từ từ lên level 9 nha. Để rau sau nó từ lên level 9 luôn thì mình sẽ đỡ tốn 2 tiền và rau sau mình bắt đầu roll luôn. Hai ông này khá là yếu nên không có cần phải lên level sớm đâu. Mình nghĩ là mình thắng được. Ui, Ezreal 1 win 1 mạng anh em ơi, sốc đam ghê thật. Bắn rồi nè, chuẩn bị nè. Bắn chết Jesus trước cái nè, rõ. Góc cực kỳ đẹp mọi người ơi. Win phát, chết luôn. Ui, một cái win của nó là gần 850 đam mọi người. Sốc đam ghê nhờ. 5 tiền là cái Zihin nè, ô, Zihin ngon nè anh em. Zihin với lại là Qna. Trời ơi, mất luôn Zin nội, cay thế. Lấy cái này nha mọi người, nó cho mình cái kiếm bếp á. Kiếm bếp với lại là một cái giáp lưới. Mình còn là mình cần như vậy thôi. Không có Zin á thì mình lấy trang bị thôi anh em. Không có gì phải xoắn. Ui, ngon luôn anh em ơi, có cung gỗ luôn nè. Trời ơi. Ui. Tự nhiên được thêm cái trang bị lớn từ cái tập thể Hostile nó nổ hũ ra cho mình đó anh em. Đỡ nhờ. Được cái cung gỗ luôn mà. Zin đâu rồi? Tầm này mà có Zin nó vào phụ đam là ok lắm luôn anh em. Tướng 5 tiền và lại là kích luôn cái Hostile. Đây là cái firm bài April Flexible. Hoặc là Ezreal 4 tiền carry anh em. Nó kết hợp đi chung với rất là nhiều tướng 4 tiền và 5 tiền khác nha. Nên nó sẽ cần một cái lượng tiền và đép máu cực kỳ ok luôn lúc đầu game. Ui, nó bắn kìa. À, đúng là cầm 3 cái trang bị lớn và bắn khác bọt hẳn luôn mọi người. Trời ơi, Zihin bắn một phát quy chết luôn. Hơn 13 cái đam. What the f... Zihin full cái máu luôn nha mọi người. Ezreal đúng một quy à. Ồ. Oh. Ở đây rồi, có gì nè, ngon. Đây là cái firm bài cực kỳ chuẩn luôn á. Mọi người mà muốn chuẩn hơn nữa thì bỏ bớt con bạc ra, thay thêm tướng 5 tiền vài cũng được. Ui, Lucian tên anh nhìn cũng ngon đó. Nhưng mà thôi bạn ơi, mình đang chơi F-Rucary bạn ơi.
Eloy một đôi nha mọi người ơi. Một con đây là 2 sao rồi đấy. Phơm bài đang cực kỳ phê luôn á. Ok, đồ tăng cho em nó nè. Free bắn. Rõ. Ui, 1R ăn 4 mạng mọi người. Mình phải công nhận với em là con Fury này nó bắn quy với lại là R sốc đam ghê thật. Cứ 1 quy 1R là chết cả đám luôn. Có vô đích luôn nè. Ok, thay vào nha. Đây, đẹp lắm luôn rồi đó. Và như mình đã nói nha, nếu như mọi người muốn có thêm những cái vị tướng 5 tiền khác hoặc là có thêm nhiều tập hệ khác á, thì nên bỏ bút con bạch này ra nha, để mà kẹp thêm tướng 5 tiền khác vào. Nhưng mà tại vì sao mình lại kích Bayzat? Cái hệ Bayzat này á, nó là một cái tập hệ, nếu như mọi người đã từng chơi những cái mùa mà có cái lõi đi chính là nhất thống rồi á, thì em sẽ biết đây á là một cái tập hệ mà giúp cho anh em cộng được thêm sát thương và máu dựa theo tổng số tập hệ của mọi người đăng kích. Giả bộ mình đang có đấu sĩ nè, siêu quẩy, hộ pháp, hostile, giác các kiểu á, và tay tay mật lớn nha mọi người á, thì cứ mỗi tập hệ mà mình đang kích được đúng không, nó được cộng thêm đam và được cộng thêm máu dựa theo từng tập hệ, có nghĩa là mọi người càng nhiều tập hệ đúng không, và đi chung với cái con cái tập hệ giác này á, thì đội hình của mọi người càng mạnh. Nếu như mọi người đã từng chơi cái lõi nhất thống hồi mấy mùa trước á, thì em sẽ biết nha. Còn cái mùa này thì mọi người chỉ cần đọc thôi là hiểu rồi đó. Tộc hệ kích càng nhiều thì sát thương và đam máu cộng càng nhiều thôi. Nên đó là lý do tại vì sao mình đang cố gắng mình kích thật là nhiều hệ là càng tốt nha mọi người. Rồi đó bắn kìa. Đam ác quỷ đó. Xôi ôi. Khó lại mua Jin cái đã. Mà toàn đôi không anh em. Đôi Jin, Lucian với lại là Illaoi. Yorick vẫn cứ là một sao. Cái độ hình này mà full 2 sao thì gần như là top 1 luôn á. Gần như là tại vì nó sẽ có những cái trường hợp đặc biệt như là team bạn tướng 4 tiền hoặc là 5 tiền 3 sao nên mà thì đỡ không có kịp đâu. Ông này là 13 máu à. Đây, mọi người thấy không? Ai mà chơi mấy cái phơm bài đồng quê này nè thì gần như là auto top luôn. Tại vì nó khá là dễ chơi và cũng mạnh nữa. Tướng đồng quê carry được có quá trời như là Ugot, Kaita với lại là Samira á. Mà Fury là chơi xin cái tuổi luôn. Ui, bắn một cái quy, một cái mốt đam. Chơi gì nữa. Rồi, Samira một cái rưỡi đam bốc hơi luôn mọi người. Ok, top 1 luôn nè. Vậy GG tất cả mọi người nha, bye bye. Chào tất cả mọi người nha, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách thức mọi người có thể mua hàng ở trên website biosegistore.com của mình. Link của mình đều có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận rồi nha mọi người. Nhưng mà trước khi mà vào cái phần hướng dẫn thì mình cũng đang muốn giới thiệu tới với mọi người một cái event đang diễn ra ở bên cửa hàng của mình. Đó chính là khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào trị giá trên 600.000 đồng nha, được tặng kèm thêm một cái vật phẩm trang trí đeo bàn nè, để tủ nè, hoặc là để kệ nha. Đấy, miễn phí luôn nha em ơi, một cái vật phẩm độc quyền ở bên đó cho chân lý luôn. Đây, kích thước, chất liệu hoặc là công dụng mọi người có thể tham khảo thêm ở đây, và số lượng có hạn nên mọi người hãy nhanh tay lên nào. Và cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là ở trong mùa thu mùa đông này mình có bán thêm áo hoodie, áo sweater hoặc là áo khoác hay không, thì đây mình về thêm một đống hàng mới luôn đây mọi người. Anh em cứ vào mà lựa chọn. Giả bộ mình thấy cái này uầy đẹp quá đi thì mình bấm vào đúng không, mình bấm chọn size nè, mình bấm chọn sản phẩm hoặc là số lượng nè. Đấy, anh em bấm thêm vào giỏ hàng nha. Và sau khi thêm vào giỏ hàng thành công rồi nếu như mọi người muốn mua tiếp thì anh em cứ lướt và anh em cứ thêm vào tiếp thôi, còn không thì anh em cứ bấm vào giỏ hàng nè, anh em bấm tiến hành thanh toán nè. Và ở đây nó sẽ hiện ra những cái thông tin như là họ và tên các kiểu hoặc là địa chỉ giao hàng á. Mọi người cứ điền đầy đủ cho mình là được rồi ha. Ở đây là thông tin ghi chú nha mọi người. Anh em muốn giao ở thời gian nào, giao ở đâu hoặc là hướng dẫn giao hàng chi tiết á, thì anh em cứ bấm ở dưới đây nha. Còn ở trên này nè, nó sẽ là một cái phần quà được tặng kèm theo mỗi khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào ở bên cửa hàng BNU Store của mình. Anh em cứ nhấp vào đây nha. Nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu móc khó luôn, như là Timo Tí Nị nè, Yesu Chiến Binh Rồng Hàng Hiệu nè, rồi móc khó Irelia Thánh Kiếm Tí Nị nè, vừa mới cập nhật luôn nha mọi người, và cùng hàng loạt những cái mẫu móc khóa mới. Đấy, đẹp chưa. Và ở đây nó sẽ có hai hình thức thanh toán nha mọi người, một là chuyển khoản ngân hàng, còn hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Và sau khi mọi người đã đọc hết rồi và đồng ý, anh em cứ bấm vào tích vào ô này nếu bạn đồng ý và bấm đặt hàng thôi, thế là xong rồi nha. Còn nếu như mọi người muốn tư vấn thêm về size hoặc là mọi người muốn tư vấn thêm về bất kỳ một cái điều gì anh em cứ bấm vào cái dấu chat ở phía dưới này nè. Đấy, sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để mà trả lời tất cả mọi thắc mắc của mọi người nhé.